Chính chủ cần bán nhà liền kề xây mới 5 tầng, có diện tích là 42m² và có hướng chính cửa là hướng đông bắc, có mặt tiền rộng là 6,64m, đấy nằm tại Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội. Đấy, sau đây là tôi sẽ giới thiệu chi tiết cái ngôi nhà để cho mọi người có thể biết được. Thì đây hiện tại là cái vị trí trước cửa của ngôi nhà đây. Đấy, với vị trí mặt tiền là 6,64m và diện tích tổng của ngôi nhà là 42m, rất là rộng và xây 5 tầng, được chia mỗi một tầng 2 phòng, rất là hợp lý. Cái ngõ ở phía trước của ngôi nhà là ngõ rộng 3m và cách đường ô tô chạy là đường ở phía bên ngoài đây, cách đường hai ô tô tránh nhau là cách 15m, nằm tại khu vực trung tâm quận Hà Đông, cách sân vận động Hà Đông là 100m, cách chợ Hà Đông là 200m, rất gần các trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học ở trong khu vực Hà Đông. Đấy, rất là phù hợp. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 3 tỷ 500 triệu đồng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ cái chi phí sang tên sổ đỏ và hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đây, mọi người có thể thấy đây là phía trước của ngôi nhà. Đấy, toàn bộ cái mặt tiền được chúng tôi nở bằng ốp, bằng gạch đá granite hết. Mặt tiền thì sẽ có hai cửa, một cái cửa sổ phụ ở phía bên này và đây là cửa chính. Cửa chính là hai lớp, ở phía bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và phía bên trong là bằng cửa nhôm kính cao cấp. Sau đây là tôi sẽ giới thiệu ở phía bên trong tầng 1 ngôi nhà để cho mọi người có thể thấy được rõ hơn. Đấy, với diện tích là 42m², thiết kế rất là rộng rãi. Ở tầng 1 của chúng ta là sẽ có một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh phụ. Đấy, mọi người có thể thấy đây là toàn bộ những cái nội thất cơ bản là chúng tôi đã hoàn thiện xong hết. Hệ thống điện nước này, gạch ốp nát này, sơn tường, hệ thống trần, hệ thống điện và hệ thống bếp, tủ bếp là các thứ chúng tôi đã hoàn thiện xong hết rồi. Đây, mọi người có thể nhìn lại toàn bộ cái vị trí, cái khu vực của tầng 1 ở đây. Đấy, rất là rộng, sử dụng gạch nát nền là gạch granite 60-60 loại 1. Và đây là khu vực bếp, thì cái hệ thống tủ bếp là sử dụng là bằng tủ bếp bằng gỗ công nghiệp, gỗ acrylic chống mối mọt, chống cong vênh. Sử dụng kính ốp bếp là kính cường lực. Mặt bếp là được ốp bằng đá granite. Hệ thống vòi và chậu rửa là sử dụng là bằng inox 304 nhập khẩu Hàn Quốc. Cái màu của tủ bếp rất là đẹp, rất là hiện đại. Đây là cái khu nhà vệ sinh phụ ở tầng 1, chúng ta có cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm kính. Trong đây là sẽ có bồn cầu. Đấy, sẽ có bồn cầu và vòi xịt. Toàn bộ hệ thống tường nhà vệ sinh đều được ốp bằng gạch 30-60 hết. Và sẽ có một cái cửa sổ để thông gió ở phía đằng sau. Tiếp theo đây là tôi sẽ giới thiệu ở phía trên tầng 2 cho mọi người. Đấy, thì đây là cái hệ thống cầu thang để đi lên đây. Toàn bộ tay vịn là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Đá ốp lát cầu thang là sử dụng là bằng đá granite màu đen và màu trắng, rất là sang trọng và lịch sự. Ở khu vực của tầng 2 thì sẽ được chia là bao gồm hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đó, hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở khu vực này. Thì cái căn nhà này là tất cả các phòng đều đã được chủ đầu tư bên công ty chúng tôi là lắp đặt hoàn thiện xong hết, là cái hệ thống điều hòa. Đấy, mọi người có thể xem qua, đây là một căn phòng đây. Hệ thống điều hòa Panasonic 12.000 BTU. Hệ thống cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí, có chắn song để đảm bảo an toàn. Cửa thông phòng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Diện tích phòng rất là rộng. Đây, mọi người có thể thấy trần là sử dụng là trần thạch cao, đèn led. Đối với thiết kế của cái căn nhà này thì là đối với những cái hộ gia đình mà vợ chồng trẻ thì chúng ta là có thể là kết hợp để là cho thuê chung cư mini hoặc là cho cái nhà người ta thuê trọ được. Đấy, rất là hợp lý thôi. Đây là phòng thứ hai. Thiết kế của hai phòng là tương tự như nhau, đã có đầy đủ hết toàn bộ hệ thống điều hòa, cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí đây. Trần thạch cao, đèn led,
cửa thông phòng. Đấy, diện tích của phòng rất là rộng, chúng ta là có thể là kê thoải mái một giường, một tủ, một bàn trang điểm hoặc là bàn làm việc. Đấy, rất là rộng, rất là hợp lý. Và đây là khu vực nhà vệ sinh. Đấy, nhà vệ sinh là có cửa thông phòng là sử dụng, cửa thông nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm kính. Thì trong nhà vệ sinh là chúng tôi đã lắp đặt hoàn thiện đầy đủ hết toàn bộ hệ thống bồn cầu này, hệ thống lavabo, hệ thống gương và hệ thống phụ kiện. Đã có sẵn là bình nóng lạnh. Đấy, hệ thống chân vòi phía trong đây. Toàn bộ gạch ốp nát đây được chúng tôi là sử dụng là gạch ốp nát là kích thước là 30-60 hàng loại 1. Đây là toàn bộ cái khu nhà vệ sinh đây. Rất là rộng. Đó, nhà vệ sinh cực kỳ rộng luôn. Ở phía bên trên tầng 3 và bên trên tầng 4 là cũng sẽ có thiết kế tương tự như ở tầng 2. Đấy, mỗi một tầng là chúng ta sẽ có 2 phòng. Đã có lắp đầy đủ hết toàn bộ hệ thống điều hòa. Đấy, và một phòng vệ sinh. Đây, đây là phòng ngủ ở phía bên trên tầng 3. Đó. Đã có đầy đủ hết toàn bộ hệ thống điều hòa và hệ thống nhà vệ sinh đây. Bình nóng lạnh là lắp đầy đủ hết mọi người nhé. Đấy, mọi người là có thể là chuyển đồ về và ở luôn. Chúng tôi đã hoàn thiện xong hết rồi. Tiếp theo đây là ở phía bên trên tầng 4. Đấy, tầng 4 sẽ giống hệt như tầng 2 và tầng 3 thôi. Sẽ có 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Và cuối cùng là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 5. Tầng 5 là sẽ được thiết kế là bao gồm là có khu vực dùng để đặt máy giặt và giặt đồ đây. Và chúng tôi đã thiết kế toàn bộ những cái hệ thống là vòi chờ này, hệ thống điện này, hệ thống xả nước đấy, mọi người có thể là đặt máy giặt ở đây. Đấy, khu vực giặt rất là rộng. Và ở phía bên ngoài đây là sân phơi. Hệ thống sân phơi thì đều đã được chúng tôi là lợp mái tôn và quây chuồng cọp rất là an toàn rồi. Đó. Với diện tích là 42m² và có hướng chính là hướng đông bắc. Thiết kế là 5 tầng, bao gồm là 6 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 4 phòng vệ sinh. Đấy, nằm tại Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội, nằm ở trung tâm quận Hà Đông. Rất gần với lại sân vận động Hà Đông, chợ Hà Đông và rất gần với lại các trường đại học lớn. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 3.500.000.000 đồng. Mọi người có nhu cầu cần xem nhà hoặc là tư vấn thêm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Mọi người xem video nếu như mà có gì thắc mắc thì là có thể comment ở bên dưới. Đấy, và nhớ like video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản khác cần bán của công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.